Dạ, chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Miền Tây Ký Sự của đoàn nhà chúng tôi. Thì sau một khoảng thời gian đi lạc đường thì chúng tôi đã đi đúng đường, nhưng mà chúng tôi đang cố tình đi lạc để quay lại cái đường đúng. Và ngày hôm nay thì do cũng đi xe cũng hơi mệt nên tâm trạng của các đoàn viên cũng rất là phấn khởi. Đang rất là cọc bởi vì có một cái sự việc gọi là chỉ sai đường nên là chúng tôi lại delay thêm 30 phút nữa. Nhưng không sao, chúng ta vẫn bước hoan hỉ bởi vì đầu năm mới mà. Đúng rồi mà. Không nha. Đúng không Quỳnh? Ba phải tài rất là hoan hỉ. Rồi sau đây là chúng ta đến với quán dịch nấu dao, thêm ơi dịch nấu dao thành dao. Em đi cô Kinh Lai kêu 14 thôi. Ngoài ra ở đây có những cái món ăn như là bún nướng tiêu và bánh gì đó mẹ. Bánh ú rất ngon nè. Nếu như mà ai mà có muốn mua về để làm quà cho gia đình thì đây sẽ là một cái nơi rất là thích hợp. Món này tôi ăn không được. Mà mấy bé này ăn được quá nè. Nhưng mà nó không có cay, nó không có chua luôn hả? Nó không có chua. Nó không có cay. Nó không có cay. Nó không có cay được. Em không đánh phi. Hả? Em không? Không biết còn ăn hay mất rồi không? Lạnh lùng quá ha. Em không? Đắng nút cay tình hảo quá cay. Em không bé? Bả chảy bụi cho. Đầu tiên cái gỏi này. Hay quá. Nguyên đoàn này ai cũng ăn hết, có mình tôi không ăn. Không ăn gỏi chua rồi. Ủa sao mẹ phá lệ vậy mẹ? Mẹ ăn rồi. Ngon không? Đây là con ếch chiên bơ mọi người. Ếch chiên bơ ở miền Tây là nó khác với lại Sài Gòn, là con ếch chiên bơ này nó rất là mập. Mẹ này qua đây là mẹ cơm chiên nha mọi người. Mẹ này là mẹ ốc bung nướng tiêu. Ủa con này thì phải ôi. Trời ơi. Wow. Thật cái. Okay. Chấm gì ta? Chấm gì? Dỡ ốc lên cái bắt cái nóng luôn rồi lên luôn. Chết chưa? Chết chưa? Ăn miếng ốc bu đi gia đình mình ơi. Đẩy miếng đi rồi thấy thế nào là cuộc đời. Like, share, and subscribe kênh YouTube em và Hot Show nha. Xin chào và hẹn gặp lại.